À, hôm nay ok, hôm nay Olivia sẽ nấu món gì? Nấu trứng, Trứng gì? trứng Trứng gà gì? gà, trứng trứng cơm, Trứng gà chiên. trứng gà chiên. Rồi, chị Vi đập trứng vô trong cái đó đi. À, hả, con bỏ vào đó. Đập cho mẹ 4 trứng. Có đếm chưa mấy trứng? Con có một, hai, bốn, Hai mà sao bốn? Hai là mấy nữa? one, two, three. Ok. Wow, ok, rồi. Lau tay. I do want my Muốn làm 5 trứng hả? egg. Ok, vậy làm 1 trứng nữa đi. Rồi, giỏi. You. Rồi, đây đây, nè, khăn nè. Chải ra đàng hoàng, lau tay đàng hoàng. À, ai mà ấy mũi vậy? Ôi ơi ơi ơi. Nấu ăn mà ho lung tung vậy rồi. Ooh, Rồi con đánh lên đi. Giỏi rồi, đánh đi. Không, đánh đàng hoàng. Không có đánh vòng tròn như vậy, đánh như vậy nè. Đúng rồi. Để mẹ coi coi được chưa. Đánh vậy đó, cầm như vậy. Cầm. Rồi đánh. Đúng rồi. Đúng rồi. Đánh phải nhìn vô cái tô chứ, đổ ra ngoài sao? Đánh đi, đánh đi. Mẹ coi, để mẹ coi coi được chưa nào. Is Mẹ đánh đi. Đánh cho nó tan. Được chưa? Rồi, bỏ nè. it Thôi được rồi, được rồi. Nóng. Ai mà đút tay vô như vậy? better? Don't let me. Gotta put it in now. I'm Rồi, đợi chút. Chờ nó bắn vô người nha. able to hide, right? Oh no. Rồi, coi chừng bắn vô người nha. Yes. I got it. I want to put it in. Nó bắn vô người, để mẹ bỏ vô cho. Wow. Puppy egg.
I want to. Mẹ chuyển cái này lên đây cho nó chín rồi. Rồi. Ok. Rồi, từ từ nhẹ nhẹ. Rồi. I need to cook, right? Rồi, ok. Wow, hôm nay chị hai biết nấu đồ ăn nha. Mai mốt lớn có nấu đồ ăn cho ba mẹ không? Có hả? Mai mốt ba mẹ già, Ly có nấu cho ba mẹ ăn không? Hả Ly? Ba mẹ già có nấu cho ba mẹ ăn không? Yeah. I'm gonna do it. I got this. Okay. Sẽ ra, sẽ ra. Để mẹ lấy ra cho, tại nó nóng mẹ lấy ra cho con. Okay. Okay, next one. Nóng nha. Okay. Okay, I'm ready to cook. Rồi, cook. Chưa, con để cho nó cứng cái mặt lại đã. Đừng nóng nha Ly. Này nóng nè. Chín cái đi con. Chưa chín không ăn được. Hold this. Kéo nha. Wow. Nope. Wow. Got it. I present to you Olivia Princess the Cook. And I present to Mommy is the Helper. Thank you. Woo-hoo. Ta-da! Yay! Hôm nay Olivia làm món gì? Eggs with fried rice. Egg with fried rice luôn hả? Alright. Chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Không có cần để xác gì con. Hẹn gặp lần tới. Goodbye. Have a nice day with cooking with Olivia. Alright. Goodbye. Lala. Good friend. Uh-huh. I'm going to wash dishes. Okay, rồi, rửa chén đi. Oopsie, sorry, I'm gonna scoop this up. Here. There we go. Just open some water. What soup did it? So turn the water on. Okay.
được rồi, bỏ qua một bên. Cái miếng nó vô trong cái chậu. Rồi, máu bàn, cho khô, máu lên.